với bệnh nhân nam 9 tuổi viêm cầu thận cấp. Xin mời bệnh viện Đồng Văn báo cáo ca bệnh. Em xin kính chào các thầy cô, các anh chị đồng nghiệp ở các đầu cầu ạ. Em xin báo cáo ca bệnh của bệnh viện Đồng Văn. Bệnh nhân nam 9 tuổi, địa chỉ Ma Lé, Đồng Văn, vào viện ngày 28 tháng 8 2020 với lý do vào viện là phù toàn thân, mệt mỏi và chán ăn. Bệnh sử theo gia đình kể thì khoảng 1 tháng trước lúc vào viện, ở nhà bệnh nhân tự nhiên xuất hiện phù mặt và hai chi dưới, nước tiểu đi ít và sẫm màu. Ở nhà chưa dùng thuốc gì thì ngày nay gia đình đưa bệnh nhân vào viện. Lúc vào người bệnh nhân tỉnh, không sốt, phù ở hai chi dưới, phù mặt, phù toàn thân, phù trắng, phù mềm, ấn lõm ạ. Mạch 108 lần trên phút, nhiệt độ 37 độ ạ. Huyết áp 110 trên 70 mét thủy ngân ạ. Cân nặng 25 kg. Đến hiện tại thì đến ngày hôm nay mùng 3 tháng 9 thì bệnh nhân vẫn còn phù mặt và hai chi dưới, phù mềm, phù trắng, ấn lõm. Nước tiểu của ngày hôm nay là mùng 3 tháng 9 thì sắp xỉ 500 ml 24 giờ. Huyết áp thì 130 trên 100 mét thủy ngân ạ. Các kết quả của cận lâm sàng em đã đưa lên trên slide ạ. Xin mời tiếp tục. Bệnh nhân vào khoa em được điều trị bằng kháng sinh penicillin tiêm và viên dích lợi tiểu uống một viên trên ngày ạ. Chế độ ăn nhạt và theo dõi bệnh nhân, theo dõi nước tiểu 24 giờ. Em xin ý kiến để các thầy các cô chẩn là ở bệnh viện em chẩn đoán như vậy đã đúng chưa ạ? Và hướng điều trị của bệnh nhân như vậy đã đúng chưa, và hướng xử trí tiếp theo của bệnh nhân này ạ? Vâng, cảm ơn bác sĩ Quê. Xin mời cô Thúy ạ. Hôm nay làm sao mà có hai bệnh nhân giống nhau đúng không ạ? Cùng cái lứa tuổi khoảng 8-9 tuổi, cùng vào một cái tổn thương vậy. Nhưng mà bệnh nhân lại khác nhau. Bệnh nhân này thì nó lại đủ cái tam chứng hơn. Thứ nhất là bệnh nhân này có phù. Cái thứ hai là bệnh nhân này là có biến đổi nước tiểu, biểu hiện bằng là màu sắc nước tiểu thay đổi, sẫm màu. Thứ hai là thể tích nước tiểu cũng là ít. Huyết áp thì chưa gọi là cao, nhưng bắt đầu đã ranh giới rồi, 120, 125 rồi, bắt đầu đã có xu hướng lên rồi. Và bệnh nhân này có tiền sử viêm da nhiều lần. Chúng ta xem cái kết quả cận lâm sàng, cái hồng cầu niệu và protein niệu. Đây là công thức máu, đây ạ. Đây, ở đây là negative, là hồng cầu đấy ạ, 200. Chúng ta nhìn 3 cộng, đã có biến đổi nước tiểu rất là rõ. Cho nên trường hợp này chuẩn đoán viêm cầu thận cấp thì lại hoàn toàn hợp lý, hoàn toàn là chuẩn. Là bởi vì đủ, gần như là đủ tam chứng. Tuy nhiên là huyết áp nó không cao lắm, nó chưa có những cái biến chứng thần kinh. Thì bạn chuẩn đoán viêm cầu thận cấp tôi thấy hoàn toàn là đúng. Cũng giống như trường hợp trên là chúng ta phải làm ASLO để chúng ta xem thử thời gian điều trị kháng sinh là bao nhiêu lâu. Thế nhưng mà chắc ở đây cũng không làm được ASLO đúng không ạ? ASLO cũng không làm được, hai ca rất giống nhau đúng không ạ? Không làm nữa. Và vâng, bây giờ ở viện em chưa làm. Đúng rồi, ở viện nhi không có bệnh nhân này để học đâu ạ. Sinh viên không có viêm cầu thận cấp để học bây giờ nữa đâu ạ. Vì ở viện nhi tức là bệnh nhân dùng kháng sinh nhiều quá, viêm họng nhiều quá rồi. Những ca này rất điển hình. Em phải dùng kháng sinh. Tôi thắc mắc tại sao không dùng penicillin mà lại dùng nhóm piperacillin, nhóm cao cấp. Vì cái này nó chỉ cần dùng penicillin đơn thuần đấy em ạ. Hơi cao. Thì như tôi nói tức là mình ít nhất là phải dùng 10 đến 15 ngày và làm khi nào ASLO về âm tính. Cái thứ hai là huyết áp không cao, hoàn toàn chúng ta vấn đề lợi niệu. Lợi niệu làm sao để được trên 1 ml cân nặng trên 24 giờ, hay nói nôm na đứa trẻ này đái khoảng 800 đến 1000 ml. Không làm được ASLO, đấy là một vấn đề rất là để theo dõi. Và cái thứ ba là cân bằng nước vào da. Và cái này tôi hy vọng trong khoảng 2 tuần nó sẽ ổn, cái này nó không có gì đặc biệt lắm, 2 tuần nó sẽ ổn đấy. Vâng, xin phép hỏi bệnh viện tỉnh Hà Giang là trên bệnh viện tỉnh chúng ta làm được ASLO không ạ? Vâng, báo cáo thầy là em làm được ạ. Vâng, như vậy là nếu mà chúng ta có thể bệnh viện Bắc Mê và bệnh viện Đồng Văn thì có thể gửi mẫu về bệnh viện Hà Giang để làm được không ạ? Để giúp cho bệnh viện. Được, bệnh viện Hà Giang em nhận ạ. Vâng. Chúng em xin hỗ trợ. Vâng, thế thì sau khi có kết quả ASLO thì đề nghị hai bệnh viện Bắc Mê và bệnh viện Đồng Văn
liên hệ lại với phó giáo sư Thúy để có cái hướng điều trị tiếp kịp thời cho bệnh nhân. Vâng, rất đơn giản. Vâng, tức là chúng ta điều trị đến khi nào Aslo nó về âm tính. Còn nếu anh chị thấy khoảng sau một tháng mà nó không về âm tính thì anh chị báo lại, chúng ta phải đổi theo các nhóm kháng sinh khác. Dạ, cảm ơn cô Thúy ạ. Xin mời ý kiến của bệnh viện Đồng Văn ạ. Vâng, em thưa thầy các cô, em xin hỏi một câu nữa. Sáng nay thì em đo thì thấy huyết áp của bệnh nhân lên 130/100 ạ, thì đã cần phải dùng đến thuốc hạ huyết áp cho bệnh nhân chưa? 130 thì chưa đến mức phải dùng. Thứ hai, người ta dùng khi bệnh nhân bắt đầu có những dấu hiệu, ví dụ như nhịp tim nhanh lên, ví dụ như đau ngực hoặc là các sự nghi ngờ có biến chứng, còn khoảng 140 bắt đầu ta dùng được hạ huyết áp em ạ. Vâng, em xin cảm ơn thầy các cô ạ. Các thầy cô ở các đầu cầu còn có câu hỏi gì? Vâng, nếu các thầy cô không có câu hỏi gì thì xin được kết thúc buổi trực tuyến ngày hôm nay ở đây. Xin chúc các thầy cô mạnh khỏe và xin hẹn gặp lại các thầy cô ở buổi tiếp theo. Xin cảm ơn.